Đứa em ở gần nhà Văn Thanh đang gửi bán cái miếng đất này nè. Giá chắc của nó là 850 triệu không thương lượng. Thì chỗ thiệt tình thì Văn Thanh kêu cũng sát giá luôn. Bà con có nhu cầu mua thì nhảy vô mua, coi đất nhảy mua. À, chứ miếng này thì thực sự là không trả giá. Nếu mà trả giá thì em nó kêu là 950 nha. Ở đây bề ngang của nó 5 mét, bề sâu vô khoảng 18 mét hơn. Đó, nó như cái nền nhà này đây. Ở đây là nó đường bờ lát. Đường bờ lát nó thuộc xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì đây cái khu này thì người ta phân lô rồi đó, người ta phân cũng mấy chục nền đây nè. À, cái nhà này thì đã cất lên rồi, còn những cái nhà còn lại, cái nền còn lại chưa. Cái đường này bà con chạy thẳng cái chừng độ 500 mét thì nó ra tới cái đường công vụ, là nó đi thẳng lên chợ Bình Chánh. À, không, đi thẳng lên chợ Điểm á bà con. Đó, đường này ra đường siêu tốc Sài Gòn Trung Lương đó, rồi đi lên hướng hướng Tân Túc, hướng thị trấn Tân Túc đó. Đây lên chỗ Tân Túc chắc khoảng độ trên dưới chục cây. À, đường này thì mình đi về là chợ Gò Đen, đi về chợ Bến Lức, đi về ủy ban xã Thanh Phú đó. Văn Thanh báo giá lại nha, cái nền này là nền thổ cư, tổng của nó là 91,5 mét vuông. Đây sơ đồ đây. Đây nha bà con. Đó, bề ngang nó 5, bề sâu nó hơn 18 mét á. Lộ giới mình từ tim đường vô là 5 mét. Cái lộ này chắc khoảng lộ này chắc khoảng gần 6 mét á. Ở đây là thuộc xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cái đường này mà đi ra đường Nguyễn Hữu Trí chắc khoảng cây số, từ Nguyễn Hữu Trí bắt đầu mình đi lên chợ Điểm chắc khoảng 10 cây nữa. Đây lên cầu Bình Điền nó khoảng, Văn Thanh không có đo rồi thì nó khoảng độ gần gần 15 cây số là lên tới cầu Bình Điền rồi đó. Giá chắc luôn là 850 không còn thương lượng nữa. Bà con nào có nhu cầu thì gọi cho Văn Thanh số điện thoại 078 666 8368, nó là mạng mobile nha. Bây giờ Văn Thanh sẽ chạy một đoạn để ra đường, cái đường mà đi ra đường Nguyễn Hữu Trí cho bà con coi. Đây ra đó khoảng độ 300 mét tới rồi. Khu vực này thì hiện tại bà con mua mà để ở thì mát mẻ, còn hiện tại khu vực này thì chưa có sung để mà buôn bán. Đây hiện tại ta đang làm đồng ruộng là chính thôi. Về làm mấy cái món nhà quê như là hớt tóc hay là làm món gì thì ok. Đường này á, gọi là đường bờ lát, nó thuộc như là ấp 1, 1A hay gì đó, ấp 1A xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bây giờ nếu ra đây nè, mình rẽ tay trái là mình đi về chợ Gò Đen khoảng độ 2 cây số tới chợ Gò Đen. Đây rẽ trái rồi quẹo phải lên đây là mình đi về hướng Nguyễn Hữu Trí nè. Đây khoảng cây số ra tới Nguyễn Hữu Trí rồi, là ra tới ủy ban nhân dân xã Thanh Phú đó, rồi lên cầu Bình Điền khoảng 15 cây, lên chợ Điểm khoảng độ 10 cây. Rồi giờ Văn Thanh xin dừng clip này đây. Ai có nhu cầu thì liên hệ với Văn Thanh.